Nhận khách làm con. Chuyện này do người láng giềng của Khương Quân Bật trực tiếp kể lại, chú giải của soạn giả. Tại vùng Hải Vệ, thuộc trấn Thái Thương ở Côn Sơn, có người tên Khương Quân Bật mở một cửa hàng bán gạo. Có người khách tên Mã Thuần Khê mang hơn 100 lượng bạc ký gửi vào để chia lãi. Trong 2 năm đầu tiên, việc bán ra thu vào đều trôi chảy, không phát sinh vấn đề gì. Đến năm thứ 3 thì Quân Bật nói dối là gạo bán thiếu, không đòi được nợ nên lỗ lã. Rõ ràng có ý lừa gạt, không trả lại số tiền họ Mã đã ký gửi. Mã Thuần Khê buồn bực uất ức đến nỗi sinh bệnh. Một thời gian sau thì qua đời. Khương Quân Bật vào lúc ấy chưa có con. Không bao lâu, vợ Quân Bật có thai. Đến khi gần sinh nở, có người láng giềng bỗng thấy Mã Thuần Khê đến nhà Khương Quân Bật. Sau hỏi ra mới biết Thuần Khê đã chết. Chỉ lát sau, đã thấy bà mụ đỡ từ cửa phòng bước ra, vui mừng nói: "Sinh được con trai rồi." Lời bàn: chuyện này xảy ra từ những năm trước niên hiệu Khang Hy, tức là trước năm 1662. Không ganh tị với người có tài năng, kỹ xảo, giản rộng. Tài sản là thứ có thể cướp đoạt, nên mới có người dùng mưu mô để cướp đoạt. Nhưng đối với tài năng, kỹ xảo của người khác thì không thể dùng mưu mô mà cướp lấy được. Chỉ có thể sinh lòng ganh ghét, tị hiềm mà thôi. Ngẫm kỹ lại thì ganh ghét người có tài năng nào được lợi ích gì cho mình đâu. Chỉ tự mình làm tăng thêm phiền não mà thôi. Tài năng, kỹ xảo có thể phân ra làm 2 loại. Một loại mang lại lợi ích cho cuộc đời và một loại chẳng ích gì cho đời cả. Đối với những tài năng kỹ xảo mang lại lợi ích cho đời, nên kính phục mà học làm theo. Đối với những tài năng kỹ xảo chẳng ích gì cho đời, ta nên khởi tâm thương xót mà khuyên răn. Cho nên không chỉ là không nên ganh tị, mà thật ra là chẳng có trường hợp nào để dùng đến sự ganh tị cả. 10 đứa con khuyết tật, trích từ sách Thiên Thiện Lục, chú giải của soạn giả. Triều Tống có quan đại phu Tưởng Viện sinh được 10 đứa con. Đứa thứ nhất gù lưng, đứa thứ hai chân thọt, đứa thứ ba thân hình co quắp, đứa thứ tư què cả 2 chân, đứa thứ năm điên loạn, đứa thứ sáu xì độn, đứa thứ bảy tai điếc, đứa thứ tám mắt mù, đứa thứ chín câm không nói được, đứa thứ 10 chết trong lao ngục. Công Minh Tử Cao thấy vậy hỏi rằng: "Đại phu đã từng làm những gì mà chiêu cảm tai họa đến mức này?" Tưởng Viện đáp: "Tôi cả đời chẳng làm điều gì xấu ác, chỉ hay ganh tị. Thấy người ta tài ba hơn thì tôi ghét, được người nịnh hót thì tôi vui, nghe điều tốt lành của người khác thì sinh nghi ngờ, nghe điều xấu ác của người khác thì tin ngay. Thấy người khác có được điều gì thì buồn bực như mình bị mất, thấy người khác bị mất cái gì thì vui như mình được vậy." Tử Cao than rằng: "Đại phu mà còn giữ mãi tâm tánh như thế, sợ rằng phải chịu đến đại họa tuyệt diệt cả dòng họ, chứ không chỉ như thế này thôi đâu." Tưởng Viện nghe nói như thế, hoảng hốt lo sợ. Tử Cao liền nói: "Trời tuy cao, nhưng xét việc rất gần. Nếu có thể bỏ điều xấu trước đây mà từ nay sửa đổi, thì sẽ chuyển họa thành phước, kết quả đến không lâu." Tưởng Viện từ đó tu tâm sửa tánh, thay đổi hoàn toàn, ngược hẳn với những tâm niệm nhỏ nhen trước đây. Chẳng mấy năm sau, những khuyết tật của các con dần dần được khỏi. Lời bàn: một lời của Thạch Kỳ, quẻ bói hóa thành tốt đẹp. Theo sách Lễ Ký, Thiên Đàng Cung, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, quan đại phu nước Vệ là Thạch Đài Trọng chết mà không có con trai dòng đích. 6 người con dòng thứ nhờ người bốc quẻ để quyết định ai là người chính thức nối chức đại phu của cha. Người bốc quẻ khuyên rằng nên tắm gội sạch sẽ, đeo ngọc vào sẽ bói được quẻ tốt. Có 5 người nghe lời ấy đều tắm gội rồi đeo ngọc trước khi bói quẻ. Chỉ riêng Thạch Kỳ nói rằng: "Có ai lại đang để tang cha mà đeo ngọc trang sức được sao?" Nói rồi quyết không đeo ngọc. Kết quả chính Thạch Kỳ lại bói được quẻ tốt nhất. Người Đức Vệ đều cho rằng việc bói mu rùa quả nhiên chọn được người hiền. 3 câu của Tống Cảnh: điềm dữ hỏa tinh lánh xa. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có 1 năm ở địa phận nước Tống xuất hiện hỏa tinh trên trời, báo hiệu điềm xấu cho đất nước.
Tống Cảnh Công lo buồn lắm. Quan coi việc Thiên Văn là tử vi, tâu lên rằng: "Tôi có thể làm cho tai họa này hướng đến một mình quan thừa tướng." Cảnh Công nói: "Thừa tướng là đại thần tâm phúc như tay chân của ta, sao có thể làm như vậy được?" Tử vi lại nói: "Vậy tôi có thể chuyển tai họa đến cho dân thường." Cảnh Công nói: "Chỗ dựa của bậc quân chủ chính là dân thường, sao có thể làm như thế được?" Tử vi lại nói: "Vậy tôi có thể chuyển đổi tai họa này thành nạn mất mùa trong năm nay." Cảnh Công nói: "Mùa màng nếu thất bát, nhân dân cùng khổ, ta còn dựa vào đâu để làm bậc quân vương? Không thể làm như thế được." Tử vi liền chúc mừng nói rằng: "Trời tuy cao nhưng có thể lắng nghe hết thảy những lời nói trong nhân gian. Nay bệ hạ có thể nói ra được 3 câu nhân từ thương xót dân lành, nhất định hỏa tinh rồi sẽ ra khỏi địa phận nước Tống." Đây chính sự minh chứng cho ảnh hưởng, tác động mà sách Thượng Thư gọi là thuận đạo lý ắt hưởng quả lành, nghịch đạo lý ắt gặp tai ương. Những kẻ học nho mà sai lầm cố chấp lại ra sức hủy báng thuyết nhân quả, ấy là muốn đem cái tâm nguyện khó nhọc khuyến hóa người đời của các bậc thánh hiền mà quy cả về chỗ mặc nhiên không bàn đến. Ai ai cũng hài lòng như thế mà tự cho là đúng, đâu biết rằng chính bọn nhà nho như thế chẳng bao giờ có thể vào được đạo lớn của vua Nghiêu, vua Thuấn. Không tư tình tà niệm với vợ người, giảng rộng, người đời thường chẳng yêu ai hơn yêu vợ mình, mà cũng chẳng căm ghét ai hơn ghét kẻ gian díu với vợ mình. Tự thân mình cũng chẳng yêu ai hơn vợ, cũng chẳng căm ghét ai hơn kẻ gian díu với vợ mình. Chỉ một câu, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Khổng Tử nói: "Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân." Nghĩa là điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có thể ghi nhớ làm theo suốt đời. Đặt mình vào vị trí của người để quán xét thì tự nhiên sẽ có sự tỉnh giác mạnh mẽ. Dâm dục là cửa ngõ của mọi điều ác. Xưa nay những bậc anh tài hào kiệt do tham dâm mà phạm vào tội lỗi, trái nghịch phép vua, đánh mất tính mạng, tuyệt diệt dòng họ, thật nhiều không kể xiết. Người đời ai cũng có thể thấy ra cái hại của sự dâm dục, nhưng lại không kiềm chế vượt qua được, đều do lửa ái dục nung đốt quá mạnh trong lòng. Đang lúc lửa dục bốc cao, ví như có người lấy đạo đức chính nghĩa mà nêu khuôn phép, lấy việc quỷ thần thường ở bên cạnh dò xét mà răng nhắc cho kinh sợ, lấy chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng mà đe dọa, kẻ tham dâm cũng phớt lờ đi tất cả, chỉ thấy sự khoái lạc trước mắt mà thôi, không cần biết đến những khổ đau cay đắng của ngày sau. Khi còn tuổi trẻ, tôi cũng từng phạm vào căn bệnh ấy, nay vẫn thường đau đớn, tự trách, nên viết ra tập sách Dục Hải Hồi Cuồng để khuyên răn nhắc nhở người đời. Trong đó phần lớn trích dẫn từ kinh điển, chỉ nhấn mạnh vào hai chữ bất tịnh làm điều cốt yếu. Chỉ cần quan sát, phân tích thật kỹ hai căn của người nam và người nữ, ắt sẽ thấy ngay là vô cùng ô uế, bất tịnh. Từ đó có thể dứt sạch nguồn gốc ái dục, đoạn trừ dòng giống ma dâm. Cho dù người có đẹp như Tây Thi đứng ngay trước mặt, cũng nhìn thấy chỉ như con khỉ ghẻ lở mà thôi, làm sao có thể sinh tâm luyến ái? Sách Cảm Ứng Thiền nói rằng, vì thấy sắc đẹp của người kia nên khởi tâm tham ái, muốn chiếm hữu. Thế nên khi nhìn thấy hình sắc ấy mà đã cho là xinh đẹp, ắt phần nhiều phải khởi tâm tham, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Nếu có thể quán xét, thấy rõ hình sắc ấy là bất tịnh, là xấu xa, ô uế, ắt tâm dâm dục tự nhiên không thể khởi sinh, làm sao có sự tham muốn? Trưng dẫn sự tích: mỹ nữ không có gì đẹp. Trích từ kinh Tạp Thí Dụ, chú giải của soạn giả. Kinh Tạp Thí Dụ hiện có 3 bản dịch trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bản thứ nhất được xếp vào tập 4, kinh số 204 có 1 quyển, do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán. Bản thứ hai được xếp vào tập 4, kinh số 205 có 2 quyển, mất tên người dịch. Bản thứ ba được xếp vào tập 4, kinh số 207, 1 quyển, do ngài Đạo Lược soạn tập. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra là trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122.
tổng cộng có 100 quyển do Ngài Đạo Thế soạn cho đời Đường. Đoạn trích này nằm trong quyển 75, bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 848, tờ B, với câu mở đầu là Hữu Tập Thí Dụ Vân Kinh. Kinh Tập Thí Dụ lại có nói rằng An Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này, chứ không phải trích từ chính văn kinh. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người Bà La Môn sinh được đứa con gái đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ông ta lấy làm tự hào nên treo một bản cáo thị trước nhà nói rằng: nếu ai có thể chỉ ra được chỗ xấu của con gái ông thì sẽ được thưởng bằng vàng. Trong vòng 90 ngày không thấy có ai đến chỉ trích cả. Bây giờ người Bà La Môn kia liền dẫn đứa con gái đến chỗ Đức Phật. Đức Phật liền chê rằng cô gái này quá xấu, chẳng có gì đẹp. Ngài A Nan bạch Phật: cô gái đẹp thế này, vì sao Phật nói là quá xấu? Đức Phật liền dạy: mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc giả tạm, ấy gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà mị, xấu ác, ấy gọi là tai đẹp. Lưỡi không tham muốn vị ngon, ấy gọi là lưỡi đẹp. Thân không ưa thích những thứ lụa là mềm mại, ấy gọi là thân đẹp. Tay không trộm cắp tài sản người khác, ấy gọi là tay đẹp. Cô gái này hiện nay mắt thì đam mê hình sắc, tai thích nghe tiếng thị phi, mũi tham muốn hương thơm, thân ưa thích lụa là, tai muốn lấy tài sản người khác. Chỉ sơ lược kể ra như vậy đã không thấy có gì là đẹp cả. Lời bàn: ý nghĩa trong chuyện này chính là quý trọng đạo đức mà xem thường sắc đẹp. Quý trọng đạo đức ắt sẽ như hậu phi Khương Nguyên. Khương Nguyên là hậu phi của vua Đế Khốc thời cổ đại Trung Hoa, được cho là rất đoan trang, hiền thục, nhân từ. Xem trọng sắc đẹp ắt sẽ như Đát Kỷ, Bao Tự. Đát Kỷ là ái phi của Trụ Vương, Bao Tự là ái phi của U Vương nhà Chu. Cả hai người đều là nguyên nhân dẫn đến họa mất nước. Chính sự phân biệt giữa tà mị với đoan chính sẽ lập tức quyết định sự hưng vong của đất nước, sự thiện ác của mỗi người. Con người như cái túi da. Trích từ Kinh Xuất Diệu, chú giải của soạn giả. Kinh Xuất Diệu được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 212, tổng cộng 30 quyển, do Ngài Trúc Phật Niệm dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Giao Tần. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra được An Sĩ Toàn Thư trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trên, quyển 21, bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 444, tờ A. Phần trích này có đoạn mở đầu trước đó ghi là: như Xuất Diệu Kinh Vân, như trong Kinh Xuất Diệu có nói rằng An Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này, chứ không phải trích từ chính văn kinh. Xưa ở nước Câu Thiểm Di. Câu Thiểm Di là tên phiên âm từ Phạn ngữ Câu Sampi, là một quốc gia thời cổ đại thuộc miền Trung Ấn Độ. Vị trí ngày nay nằm về phía tây bắc của thành phố Allahabad, cách khoảng hơn 40 dặm. Có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một đứa con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật nâng khăn sửa túi. Đoạn trích này lược bỏ kinh văn khá nhiều nên thành hơi khó hiểu. Theo kinh văn thì ông Ma Nhân Đề thấy con gái mình xinh đẹp không ai bằng nên rất tự hào, đặt tên là Vô Tỷ, nghĩa là không ai sánh bằng. Có vị quốc vương nước lân cận sang cầu hôn, ông từ chối và nói rằng phải là người có hình dung tướng mạo xinh đẹp tương đương với con ta thì ta mới gả. Khi Đức Phật hoằng hóa ngang qua nước Câu Thiệp Chi, Ma Nhân Đề vừa được nhìn thấy Phật tướng hảo quang minh thì hết sức vui mừng, nghĩ rằng người này chính thật xứng đáng làm chồng con ta, liền về bảo vợ chuẩn bị trang điểm cho con gái để đưa đến gặp Phật. Khi hai người cùng đưa con đến chỗ Phật đang thuyết pháp, người vợ nhìn thấy Đức Phật liền nói với chồng: vị này là bậc phi phàm, ắt không có tâm dâm dục, chúng ta không nên nói ra chuyện này mà tự chuốc lấy sự xấu hổ. Nói rồi lại đem nhiều lý lẽ giải thích cho chồng, nhưng người chồng không nghe, nói: đó không phải là việc bà có thể biết được, nếu bà không thích chuyện này có thể tự quay về, một mình tôi sẽ đưa con đến gặp Phật. Rồi ông nhất định đưa con đến trước Phật thưa rằng: đại nhân, Ngài đi giáo hóa khắp nơi mệt nhọc không người chăm sóc, nên tôi nguyện dâng đứa con gái này
theo nâng khăn sửa túi cho ngài. Đức Phật liền hỏi, ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao? Ma Nhân Đề đáp, đúng vậy, con tôi thật rất đẹp. Nhìn kỹ từ đầu xuống chân, không chỗ nào là không đẹp cả. Đức Phật dạy, thật sai lầm thay cái nhìn bằng mắt thịt. Này ta nhìn con gái ông từ đầu xuống chân, chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, nhưng tóc ấy cùng lõi với lông, cũng không khác gì lông nơi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức là xương. Nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ ra, thật cũng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão nhoẹt, chẳng khác chất bùn, nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi. Như đổ tràn trên đất thì ai ai cũng ghê sợ, không dám dẫm đạp lên. Cặp mắt nó lại giống như hố nước, thường chảy ra nước mắt. Trong mũi đầy nước mũi, trong miệng là đờm dãi. Bên trong gan thận, phèo phổi, hết thảy đều tanh hôi. Trong ruột già, bàng quang thì chứa đầy phẫn dơ, nước tiểu. Chân tay chẳng qua là những đốt xương, gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào hơi thở vào ra mà cử động. Khác nào như người máy bằng gỗ, cử động được là nhờ máy móc bên trong. Nếu máy móc ngừng hoạt động, ắt toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị tháo rời, chân tay vứt ra bừa bãi. Con người mà ta nhìn thấy, bất quá cũng chỉ là như vậy, có chỗ nào là đẹp? Lời bàn, nhờ nhớp thay thân xác thịt này, bên trong xác thịt lại là nơi tụ tập các loại trùng cực nhỏ. Trong kinh dạy rằng, con người từ sau khi ra khỏi bào thai, thân thể tự nhiên sinh ra các loại trùng cực nhỏ. Vì quá nhỏ nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Tất cả có 80 chủng loại, trong số đó mắt thường chỉ có thể nhìn thấy được duy nhất loài ký sinh trùng trong ruột mà thôi. Khi con người ăn uống, thức ăn vừa vào miệng, thì những loài ký sinh này rất vui mừng, nằm trong ruột mà chờ. Thức ăn tiêu hóa rồi, nước tiểu đi vào bàng quang, cặn bã đi vào ruột già, những sự dơ nhớp khó có thể nói hết. Than ôi, đường đường một đấng nam nhi, nay lại khởi lòng ham muốn cái chỗ dơ nhớp khó nói hết như thế. Lại dốc lòng dốc ý để mong cầu, sinh ra đủ cách luyến lưu, thật không thể nói được, như thế là tâm địa gì? Kinh Đại Bảo Tích. Đại Bảo Tích Kinh được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 11, kinh số 310, tổng cộng có 120 quyển, do Ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 236, tờ B, quyển 41. Dạy rằng, Bồ Tát quan sát thấy chúng sinh say mê ham thích chuyện dâm dục, liền khởi lên ý nghĩ rằng, những chúng sinh ấy đều từng có thời gian nằm trong thai mẹ, rồi chui qua nữ căn mà sinh ra. Sao không biết xấu hổ, lại còn cùng nhau làm những việc như thế? Than ôi, kẻ buông thả không nghĩ đến, còn có thể làm được. Người suy xét cặn kẽ, ắt phải thấy thật quả đáng xấu hổ lắm thay. Nam căn dơ nhớp. Trích từ Thiền Bí Yếu Kinh, chú giải của soạn giả. Tên kinh đầy đủ là Thiền Bí Yếu Pháp Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 15, kinh số 613, tổng cộng có 3 quyển, do nhóm của Ngài Kumala Thập dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Chiêu Tần. Tuy nhiên, câu chuyện này thật ra được An Sĩ Toàn Thư trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trên. Quyển 67 bắt đầu từ dòng thứ 14, trang 793, tờ B. Phần trích này có đoạn mở đầu ghi là Như Thiền Bí Yếu Kinh Vân, như trong kinh Thiền Bí Yếu có nói rằng An Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú căn cứ vào câu này, chứ không phải trích từ chính văn kinh, do đó mà tên kinh cũng không đầy đủ. Trong kinh dạy rằng toàn thân người nam có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục. Tất cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột, cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận, vân vân, nằm ở hai bên, thảy đều chứa đầy chất mủ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, nhưng hôi thối không thể nói hết. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm ba nhánh như đường gân trên tàu lá chuối, cộng cả thảy
có 1.200 đường mạch nhỏ. Trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này, An Sĩ Toàn Thư chép đoạn này là: phong trùng chi ngoại khửu cân sát trùng. Bên ngoài các phong trùng có những cân sát trùng. Nhưng tham khảo đoạn này trong Pháp Uyển Châu Lâm chép là: chư trùng trung sinh cân sát trùng, nghĩa là bên trong các phong trùng sinh ra những cân sát trùng. Chúng tôi căn cứ Pháp Uyển Châu Lâm là văn bản được trích dẫn để chỉnh sửa lại khi việc dịch. Lại sinh ra các cân sát trùng, số lượng nhiều đến 78.000, vây quanh thành vòng tròn. Khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm tham dục khởi lên, tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị kích động, 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng. An Sĩ Toàn Thư chép là: bát vạn hộ trùng nhất thời trương khẩu, 80.000 nhóm trùng đều đồng thời há miệng. Tất cả các bản thuộc Càn Long Tạng, Vình Lạc Bát Tạng đều chép tương tự. Nhưng bản thuộc Đại Chánh Tạng chép là: bát thập hộ trùng nhất thời trương khẩu, tức 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng. Xét thấy chỉnh sửa này hợp lý hơn nên chúng tôi đã dựa theo đó khi việc dịch. Chảy nước mắt ra, nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch, theo nam căn mà tiết ra ngoài. Lời bàn, Phật dạy vua Ưu Điền. Phần này được trích tiếp từ Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trên, thuộc quyển 21, bắt đầu từ dòng thứ 27, trang 444, tờ C. Câu chuyện ông Ma Nhân Đề ở trên được tiếp nối khi ông này mang cô con gái Vô Tỷ gả cho vua nước Câu Thiểm Di là Ưu Điền. Vua mừng lắm, hết sức cưng chiều. Dần dần cô này khởi tâm ghen ghét với hoàng hậu, liền gièm pha xúi dục vua, sai người dùng cung tên bắn vào hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đã quy y học đạo với Đức Phật, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàng, nên không hề khởi tâm sân hận, an nhiên chờ bắn. Nào ngờ bao nhiêu mũi tên bắn ra đều bay quanh bà 3 vòng rồi trở về rơi trước mặt vua. Vua Ưu Điền kinh sợ, biết mình có lỗi, liền thân hành đến chỗ Đức Phật cầu xin sám hối. Nhân đó Đức Phật mới thuyết dạy cho vua Ưu Điền những lời trong đoạn này. Ở đời có những kẻ đam mê nữ sắc, thường mơ tưởng sắc đẹp phụ nữ, do đó mà bị tham dục sai khiến, giống như tôi tớ luôn sợ sệt chủ nhân. Những người ấy vì ham muốn nữ sắc nên không thấy được sự ô uế từ nơi chính lỗ trên thân người. Chính lỗ trên thân người bao gồm 2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 1 lỗ miệng và 2 lỗ đại tiểu tiện. Chỉ luôn chú tâm vào sự dâm dục, ưa mến đờm dãi, dơ nhớp, thích thú cùng máu mủ hôi tanh, xem chúng quý báu như châu ngọc, ngọt ngào như đường mật, nên gọi đó là những kẻ nô lệ của dâm dục, nữ căn dơ nhớp. Trích từ Kinh Thiền Bí Yếu, chú giải của soạn giả. Thật ra là cùng nguồn trích dẫn như câu chuyện trên, tức là lấy từ Pháp Uyển Châu Lâm thuộc quyển 67. Phần này bắt đầu từ dòng thứ 17, trang 793, tờ B. Trong kinh cũng có dạy rằng, nếu chúng sanh nào do lửa dục bùng phát mà đêm ngày tơ tưởng chuyện dâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, cần phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán xét tử cung. Nguyên bản dùng tử tạng là tên khác của tử cung, chỉ một bộ phận thuộc cơ quan sinh dục nữ, nằm giữa bàng quang và trực tràng, có hình quả lê dốc ngược. Phần trên lồi to gọi là đáy tử cung, phần dưới nhỏ dài gọi là cổ tử cung. Cổ tử cung gắn trong âm đạo, còn đáy tử cung được kết nối với một hoặc cả 2 ống dẫn trứng. Của người nữ, tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết. Bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa. Phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo. Bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối, có 80 nhóm trùng vây quanh. Tương tự như một phần trên, ở đây những bản kinh thuộc các đời Tống, Nguyên, Minh đều khắc là bát vạn, nhưng Đại Chánh Tạng chép là bát thập. Xét thấy chỉnh sửa này hợp lý hơn
nên chúng tôi đã chỉnh sửa theo đó khi việc dịch. Mỗi khi con người uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch, các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mủ hôi hám có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ thường thích thú dạo chơi bên trong tử cung, sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Lời bàn, những người tà dâm thường ưa thích ngắm nhìn sắc đẹp phụ nữ. Tôi thật tiếc cho những người ấy không có được cái nhìn cho rõ ràng, chính xác. Nếu như có thể nhìn thật rõ ràng, chính xác, tất nhiên sẽ thấy được tận cùng sự ô uế nhơ nhớp, ắt không còn khởi tâm ham muốn nhìn ngắm nữa. Trưng dẫn kinh điển để sách tấn tu tập, cũng trích từ kinh Thiền Bí Yếu, chú giải của soạn giả. Thực ra là cùng nguồn trích dẫn như trên, tức là lấy từ Pháp Uyển Châu Lâm thuộc quyển 67. Phần này bắt đầu từ dòng thứ 15, trang 793, tờ C. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất. An Sĩ Toàn Thư chép là: Phật cáo A Nan, Đức Phật bảo Ngài A Nan. Nhưng sách Pháp Uyển Châu Lâm ở phần này chép là: Phật cáo Xá Lợi Phất, tức Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất. Chúng tôi theo Pháp Uyển Châu Lâm là văn bản được trích dẫn để chỉnh sửa lại. Nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật, bốn chúng đệ tử Phật, tức tứ chúng, chỉ chung tất cả đệ tử Phật, bao gồm hai chúng xuất gia là tỳ kheo và tỳ kheo ni, hai chúng tại gia là ưu bà tắc, cư sĩ nam, và ưu bà di, cư sĩ nữ. Mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát, thì nên theo học pháp môn này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết, hãy quán tưởng rằng, hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung cho đến bên trong nữ căn, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vẫn tai, trợn mắt, nôn ra chất mũ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa, an tĩnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay. Cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như phép quán này được thành tựu. Lửa dục tự nhiên dứt hẳn. Khi ấy cho dù có chư thiên, thiên nữ hiện ra trước mắt cũng chỉ nhìn thấy như người cùi hủi. Đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng những người như thế tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng. Hương tượng chỉ con voi đực đang thời kỳ sung sức nhất, có sức mạnh gấp 10 lần những con voi bình thường. Ở đây hàm ý, người dập tắt được lửa dục chính là tự thắng được chính mình, có thể xem là người mạnh mẽ nhất. Nên câu tiếp theo là so sánh với lực sĩ của Long Vương hay vị trời Đại Tự Tại, đều là những vị có sức dũng mãnh vô cùng, mạnh mẽ trong cõi người. Cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời Đại Tự Tại đều không bằng được. Lời bàn, sau khi thành tựu phép quán tưởng này, lại tiếp tục áp dụng thêm 9 điều quán tưởng nữa, thì tâm dâm dục sẽ tự nhiên nguội lạnh, tiêu tan. Nội dung 9 điều quán tưởng bao gồm như sau. 1. Quán tưởng hình ảnh thân thể người mới chết. Hình dung chỉ thấy toàn thân buông xuôi nằm ngửa, khí lạnh thấu xương. 2. Quán tưởng hình ảnh máu bầm. Hình dung chỉ thấy bên dưới da thịt, toàn thân đều dần dần biến thành chất máu bầm màu xanh đen. 3. Quán tưởng hình ảnh máu mủ tanh hôi. Hình dung chỉ thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều tiêu nát, hóa thành chất máu mủ kinh tởm. 4. Quán tưởng hình ảnh rỉ máu. Hình dung chỉ thấy từ mắt, tai, mũi, miệng, trên thân đều nhất thời chảy ra máu đỏ hết sức tanh hôi. 5. Quán tưởng hình ảnh các loài trùng trong thân thể. Hình dung chỉ thấy trong toàn thân, nơi nào cũng có các loài trùng chui rút, hôi thối không thể nói hết. 6. Quán tưởng gân cốt. Hình dung chỉ thấy da thịt trong thân thể tự nhiên tiêu tán hết,
chỉ còn trơ lại những dây gân tràn rịch quanh bộ xương. 7. Quán tưởng xương cốt trả rời, hình dung chỉ thấy tất cả dây gân tràn rịch lại, tiếp tục tiêu tán mất, chỉ còn lại bộ xương, dần dần rệu rã tách rời, nằm la liệt trên mặt đất. 8. Quán tưởng thân thể bị thiêu đốt, hình dung chỉ thấy toàn thân đều bị lửa dữ thiêu đốt, dần dần biến dạng thật đáng sợ, rồi tiêu tán hết. 9. Quán tưởng xương khô, hình dung chỉ thấy thân thể chết rồi, nắng mưa dầu giải, còn trơ lại một bộ xương khô. Khi áp dụng phép quán này, hình dung thân thể trong tương lai chắc chắn rồi sẽ không khác với những hình ảnh đã quán tưởng. Thử hỏi lòng dâm dục có thể nào không nguội lạnh được sao? 10 tội lỗi phải chịu bởi tà dâm. 1. Thường lo lắng bị người giết hại. 2. Vợ chồng không được sống hòa thuận, thương yêu nhau. 3. Điều xấu ác tăng thêm, việc hiền thiện suy giảm. 4. Vợ con rồi sẽ trở thành mẹ quá, con côi. 5. Sản nghiệp mỗi ngày một hao tổn, tiêu tán. 6. Khi có việc xấu ác xảy ra, rất dễ bị người khác nghi ngờ là thủ phạm. 7. Bạn bè, người thân đều chê cười, quở trách. 8. Kết thêm nhiều oán thù với người khác. 9. Sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. 10. Vợ nhà không giữ được trinh tiết. 5. Phước đức của người không tà dâm. 1. Được người người ngợi khen xưng tán. 2. Không phải lo sợ pháp luật trừng trị. 3. Thân được an ổn. 4. Sau khi chết sinh lên cõi trời. 5. Cuối cùng sẽ được chứng đắc đạo quả. Người không tà dâm sẽ được 5 vị thiện thần đi theo bảo vệ. Thứ nhất là thần trinh khiết, thứ hai là thần vô dục, thứ ba là thần tịnh khiết, thứ tư là thần vô nhiễm, thứ năm là thần đản địch. Có thể hiểu 5 vị thần này như 5 phẩm tính hiền thiện tốt đẹp mà người không tà dâm sẽ nuôi dưỡng được. Trinh khiết là phẩm tính thủy chung trong trắng, vô dục là phẩm tính không tham cầu, biết đủ. Tịnh khiết là phẩm tính thanh tịnh, trong sạch. Vô nhiễm là phẩm tính giữ mình không ô nhiễm. Đản địch là phẩm tính giản dị mà cởi mở. Với sự bảo vệ của 5 phẩm tính này, chúng ta sẽ luôn được sống trong sự an lạc thân tâm. Phật Nam.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.